Tôi với Hường qua lại cũng lâu rồi. Ông bà ta thường nói cưới vợ thì phải cưới liền tay, nên tôi, nên nếu Hường ưng thì tôi lựa ngày lành tháng tốt qua thưa chuyện với cha mẹ. Dạ em cũng chưa biết nữa, để em suy nghĩ đi nha. Biết là Hường phải suy nghĩ rồi, nhưng mà tôi cũng phải biết là Hường có tình cảm với tôi hay là không á. Anh nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có thì làm sao em để cho anh tới lui bao lâu nay? Không ấy á, bây giờ anh đi về trước đi, có gì em trả lời anh sau ha. Hường nói vậy thì tôi yên lòng rồi. Hường cứ suy nghĩ đi, vài bữa tôi quay lại. Dạ. Anh hả? Anh về hướng này đi, gần hơn đó. Hướng này hả? Dạ. Nhà Hường nhiều hướng quá. Hương. Hương, vụ hôm bữa Hương hứa với tôi á, Hương tính sao rồi? Hay là mình làm đám hỏi luôn đi? Dạ bây giờ em cũng chưa biết nữa. Không ấy, bây giờ anh đi về trước nha, có gì để mấy bữa sau em trả lời anh nha. Bữa sau nữa hả? Vậy thôi, Hương đã nói vậy thì tôi chờ vậy. Thôi tôi về nghe Hương. Dạ. Và bữa sau á, Hương nhớ trả lời tôi đó. Dạ, anh an tâm. Anh bạn. Ủa, đi đâu đây? Tôi đi đợi câu trả lời nè, tôi kể ông đó. Ủa vậy hả? Ông đi đâu vậy? Tôi cũng đi tìm câu trả lời nè. Ủa, tôi kể anh đó. Ủa hả? Mà sao anh vô nhà này? Thì nhà nàng tôi ở đây nè. Ủa vậy hả? Trùng hợp vậy, nhà nàng tôi cũng ở đây nè. Ở đây luôn hả? Ê, có khi nào á hai anh em mình cưới hai chị em luôn không? Nhiều khi là chị em sinh đôi luôn á. Lúc đó hai anh em mình làm cục chèo á, nhậu đã luôn. Tha hồ ăn nhậu. Ủa nàng. Ủa Hương, sao Hương không kể với tôi á là Hương có chị em sinh đôi gì hết vậy? Ủa, tôi có biết đâu, sao Hương không kể cho tôi nghe? Tôi biết rồi, hình như là bởi vì hai đứa tôi nên Hương không trả lời được phải không Hương? Cô tới nước này rồi á thì em cũng nói thiệt, em quen hai anh cùng một lúc, ai cũng tốt với em hết á, nên là em không biết phải làm sao. Hèn chi, thiệt ra hai đứa tôi có vô tình gặp nhau rồi, còn ngồi nhậu chung nữa. Tụi tôi tâm sự nhiều lắm, thằng nào á cũng thương Hường thiệt lòng, thương Hường nhiều hết trơn á. Nhưng mà tôi nè, là tôi thương nhiều hơn. Ông im đi, tôi mới là người thương Hường nhiều nè, tại tôi không nói. Bởi vậy khó lòng quá, em không lấy được hết hai người, mà cũng không muốn làm cho hai anh phải đau lòng. Thôi thì hai anh cứ coi như là chưa từng quen biết em đi. Em hối hận khi để hai anh đối mặt với nhau lắm đó. Bây giờ tôi quyết định gì được không? Hường là con gái, đừng có bắt Hường phải nhức đầu. Nếu Hường nói có tình cảm với hai đứa tôi thì bây giờ để đàn ông giải quyết với nhau nha. Giải quyết hả? Anh tính giải quyết sao? Thì làm sao cho công tâm để lựa ra người xứng nhất với Hường. Dạ, nếu được vậy thì em cũng đỡ ai nấy, bởi vì em không muốn làm cho hai anh buồn. Bữa nào rảnh ghé nha. Bữa nào rảnh ghé. Biết rồi. Trả lời đồng mệnh. Chủ quán, cho mình đủ với dĩa mồi. Tôi với anh bạn này có chuyện cần bàn. Dạ rồi rồi, có liền. Dạ, đủ quý khách đây. Chờ chút nha, tôi vô tôi làm mồi. Thôi ông nói trước luôn đi. Rồi sao? Sao là sao? Phân xử chứ sao? Nè, chỗ anh em quen biết, giờ hầm bộ cha anh lớn hơn tôi. Thôi vậy đi, người lớn á nhường cho người nhỏ. Anh nhường tôi lần này đi,
Tôi muốn cưới Hường thiệt đó. Ngu à, cứ giờ một lần chứ làm như mấy lần ấy. Nhường nhường là ông phải nhường cho tôi à. Tại sao? Tại vì ông bự con hơn tôi. Người bự con phải nhường cho người nhỏ con chứ. Có chuyện đó luôn hả? Có sao không? Anh bạn vậy thiệt nha, mặc dù mới gặp mà tôi cũng khoái anh lắm. Có cái gì á nhường được là tôi nhường anh cái một. Nhưng mà cái gì tôi cũng nhường anh được hết á. Có cái này tôi không nhường anh được. Đây 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 đây, có mồi đây, mồi của quý khách đây. Rồi anh cứ để đi. Vậy giờ sao? Vậy mà anh tự dàn xếp đi. Anh tới nhà Hường, anh nói là không bao giờ gặp Hường, vậy là được rồi. Tôi tự dàn xếp. Ừ. Rồi tôi lỗ luôn vậy đó hả? Coi bộ vụ này là khó ai nhường ai rồi. Nè, bây giờ mình phải phân định thắng thua mới ổn được. Tôi với ông thi tài đi. Rốt cuộc ai phải công nhận người kia giỏi hơn thì tự rút lui. Được, thi thì thi. Nhưng mà thi cái gì đây? Uống với tôi cái đi. Uống. Tôi giỏi nhất là lừa đảo. Lừa đảo hả? Rồi nhỏ thôi. Ai tôi không muốn lừa ai thôi. Nếu tôi mà lừa, không ai có thể thoát được. Vậy hả? Anh phải thử tôi coi tôi mới tin. Tôi chọc chú bán chút nha, để khỏi trả tiền chỗ này. Làm sao khỏi trả tiền? À, cái gì? Chuyện này dễ mà. Ăn xong rồi chạy làng cái gì? Ai làm cái cách đó? Không tin đúng không? Nấp đi trong kia đi, coi tôi làm. Được, để tôi coi anh làm gì. Ê, đi đâu vậy? Tính tiền đi chứ. Chẳng nghĩa. Thì tiền ăn nãy giờ nè. Cái đất gần kia nó rủ tôi nhậu mà. Tôi bị sưng răng có uống được cái gì đâu. Đúng là đồng đó mà trả tiền cho tôi chứ. Ông thấy không? Chính nó là người kia đồ ăn rau mà. Đừng có lừa đảo tôi nha. Ừ, bây giờ đằng kia ở đâu rồi? Trời ơi, thôi đi đi cha, coi như tôi xui. Tôi đi thiệt á. Đi đi, mệt quá. Ông thấy không? Khi mà lúc mà tôi đi á, là ông bị lỗ chỗ này rồi đúng không? Sao lỗ? Thấy chưa? Vô đi. Ủa vậy là sao? À, không có gì đâu chủ. Anh bạn tôi anh giỡn mà. Không có gì đâu, chầu đại chút nữa tôi trả. Trời ơi, mấy ông làm kỳ quá nghe. Giỡn gì nha. Kỳ quá. Giỡn thôi chủ quán ơi. Công nhận á, anh hay thiệt chứ. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi phục anh đâu. Chủ quán ơi, cho bầu rượu với dĩa thịt gà nha. Tôi chưa nói anh chuyện quan trọng này phải không? Nói gì? Tôi là ăn trộm, một tay trộm số 1 ở Kinh Thành. Anh là ăn trộm hả? Không tin hả? Thấy cái tay lái buôn ngồi ở bàn kế bên không? Ăn trộm mình nhìn lũ lý mà. Xin lỗi. Thấy có túi tiền bên hông không? Không biết bao nhiêu mà tôi thấy nhiều á. Tôi sẽ lấy túi tiền đó và làm cho mọi người phải công nhận số tiền đó là của tôi. Được hả? Chóng mắt là mặt coi. Ông chủ hả? Ông đang bận lắm đúng không? Hả? Để tôi bưng phụ ông dĩ gà ra cho. Ê, giúp giùm tôi nha. Cảm ơn nha. Ông có việc làm đi. Mời ông. Cậu làm gì bất cẩn vậy? Dạ xin lỗi ông, để tôi thay bình rượu khác cho ông. Thôi khỏi, còn nhiêu uống nhiêu đi. Dạ. Sao mà xui dữ vậy nè? Ướt hết quần áo rồi, hết thân thú luôn.
Anh hay thiệt á. Nè, anh Niên Đỏa, giấu đi đi. Nè, chủ quán, tính tiền nè. Ủa, tiền của tôi đâu rồi? Tiền của tôi đâu rồi? Cái gì vậy? Cậu là thằng cắp, trả đây. Bớ người ta, ăn cắp, ăn cắp. Ông buông ra coi, tiền này là của tôi. Ông định cướp của tôi hả? Bớ người ta của ông cướp. Bớ người ta của ông cướp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi để bên đây nè. Cậu ta dám ăn cắp của tôi đó. Cái gì? Ông nói tiền này là của ông. Đúng. Tại sao ông dám chắc như vậy? Ông muốn ăn cướp hả? Giải ông lên quan bây giờ. Nó là thằng ăn cắp. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi dắt bên đây nè. Bây giờ tôi thấy nằm ở đây. Tiền này là của tôi. Ông dám chắc không? Nếu tôi chứng minh tiền này của tôi thì sao? Mà ông thấy cái túi tiền này giống cái túi tiền của ông nên á, ông mới nói là tôi ăn cắp á. Ừ, nếu như tôi ăn cắp á, tôi ngu dại gì, ngu gì phải để trên bàn này mà không trốn đi. Đúng rồi. Nhưng mà tôi dám chắc với ông, túi tiền này là của tôi. Chủ quán, ông bán quán bao nhiêu năm rồi, ông còn lạ gì những cái thứ mà giả bộ giàu sang rủng rỉnh rồi vô đây lừa đọc bà con hả? Cái đó lâu lâu cũng có đó. Chủ quán, ông thấy hai túi tôi không? Vô quán của chức đỉnh rồi đi về. Ông có thấy tụi tôi giống như phường trộm cắp không? Cái này đâu biết. Ông không biết thì làm sao ông biết túi tiền này là của ông? Nói tóm lại, tiền này là của tôi. Cậu bày trò ăn cắp tiền của tôi. Của tao. Trả đi. Của tôi. Của tao. Của tao. Tiền này là của tôi mà. Của tao chứ không phải của mày. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tao. Của tôi. Thôi. Của tôi. Cái vậy? Ý không phải. Ý tôi nói là cái số tiền này nè, ông nói là của ông. Còn anh, tiền này anh nói là của anh. Tới lại bây giờ đưa số tiền này lên cho quan phân xử là xong. Lên quan thì lên quan. Quyết định vậy đi. Tang chứng vật chứng đã có sẵn. Dạ. Tên lấy buôn kia. Dạ. Nếu người nói đây là túi tiền của ngươi thì hãy chứng minh trước công đường đi. Dạ bẩm quan, cái túi tiền này là của con đó quan. Có cái tên chủ quán nhìn thấy đó quan. Tên chủ quán. Dạ. Ngươi có thấy đúng là như vậy không? Dạ bẩm quan, ông này nè, con thấy rõ ràng số tiền của ông này nè giống y chang của ông kia vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Đó là túi tiền của ta là đúng rồi, còn y chang gì nữa? Thì đó, thì tôi thấy rõ ràng luôn. Ông này nè quan, ông nói là cái túi tiền của ông này y chang như ông kia, mà ông kia cũng khẳng định cái túi tiền của ông y chang như của ông này. Mà quan nghĩ đi, có ai đi ăn cắp mà để túi tiền trên bàn bao giờ đâu? Thì bởi vậy đó, đó là tên ăn cướp. Em làm gì quan? Ngươi có biết đây là đâu không? Dạ biết. Người nói nãy giờ người ta không có nói câu nào, chỉ có mình ngươi là la hét ôm sồm. Anh kia, anh nói đi. Dạ bẩm quan anh Minh, xin phép hỏi quan, hồi đó giờ quan có thấy ai ăn cướp mà đưa lên quan rồi còn đứng nguyên đơn để mà chứng minh cái tài sản ăn cướp đó là của mình chưa quan? Thì cho bởi vậy mày là cái tên liều lĩnh lì lợm ghen trời mới dám làm như vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có quan suy xét ở đây rồi. Dạ thưa quan, tiền của con biết mà quan. Trong đó 100 lượng. Quan ơi, con chắc chắn túi tiền đó là của con đó. Trong đó có 99 lượng đó quan. Được, để ta chứng minh trước công đường. Ta đã đếm rất là kỹ, tất cả số vàng trong đây là có 99 lượng. Quan, trong đó 100 lượng mà quan. Vậy là nó ăn cắp của tôi hết 1 lượng rồi đó quan. À quan à, ở trong đó còn có cái giấy thông hành của con đó quan. Dạ quan coi lại giùm con đi quan. Quan làm ơn coi lại giùm con đi quan. Dạ. Yên lặng. Dạ. Để ta xem. Đây đúng là giấy thông hành, có tên là Lê Đô. Hả? Cái gì Lê Đô? Tên của con mà quan. Quan có đồng lộ không vậy quan? Quan xử vậy là sai rồi đó quan. Quan ức lắm sao? Người đúng là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Mau xin lỗi người ta đi. Dạ quan ơi, con có lỗi gì đâu mà quan kêu con xin lỗi quan. Quan ơi, quan xử như vậy là quan sai rồi. Quan ức lắm sao? Đến đâu? Dạ. Lôi hắn xuống đánh, đến khi nào mà hắn nhận tội và xin lỗi thì thôi. Ê, quan. Dạ. Quan. Quan ơi, quan xử vậy là quan chết con quá. Quan ơi, quan xử vậy là chết con rồi.
Ôi da, Quang ơi, Quang. Chết con rồi Quang ơi, Quang ơi, chết con rồi Quang ơi. Quang ơi, thì anh biết lỗi rồi đó, xin Quang tha cho ảnh đi Quang ơi. À, được rồi, dừng tay. Tên kia, con biết tội Quang của mình chưa? Dạ biết Quang ơi, con biết tội rồi Quang biết ơi. Thì mau xin lỗi người ta. Tao xin lỗi mày. Dạ em xin lỗi anh. Còn anh kia. Dạ Quang. Túi tiền của anh thì cứ lấy về. Dạ con cảm ơn Quang kênh à. Đó, thấy tôi hay chưa? Thật ra trong nghề ai cũng biết tôi. Bông tôi là sư phụ trong nghề trộm đảo. Phục tôi chưa? Tâm phục khẩu phục đó chứ. Thiệt là anh làm tôi bất ngờ đó. Anh cũng gan thiệt. Nhưng mà sao giấy tờ của anh lại nằm ở trống được? Trước khi quăng túi tiền lên bàn, tôi đã nhanh tay trao đổi giấy thông hành của tôi vậy. Anh cũng ghê đó. Nhưng mà anh cũng chưa thấy tôi trổ tài mà. Gì? Anh mà cũng có tài nữa hả? Có chứ. Hay là bây giờ anh ghé qua chỗ tôi đi. Ghé anh hả? Ừ? À, anh nói anh làm quản gia. Ghé anh tức là ghé nhà chủ anh hả? Có bắt tiễn lắm không? Nói thiệt với anh, ông chủ tôi thật ra cũng khó tính lắm. Nhưng mà tôi là người uy tín nên ông cũng ngán tôi lắm. Anh cứ ghé tôi sẽ biểu ổng tiếp đãi anh đàng hoàng tử tế. Có mới nói nha. Anh yên tâm đi. Đi. Sắp tới chưa ông? Tới chưa ông? Tới rồi nè. Tôi nói là tôi về liền. Vậy mà tôi đi cả ngày nay. Thể nào về á, ông thấy tôi cũng kiếm cớ la ó cho mà coi. Thì ông chủ nào cũng vậy mà. Nhưng mà ông nóng tánh lắm. Nóng tánh thì có gì xin lỗi ổng. Không được, tôi phải dạy dỗ ổng vài chiêu để ổng bớt cái tánh nóng lại, đặng mà tiếp đãi anh cho đàng hoàng chứ. Hả? Cái gì? Dạy dỗ ông chủ? Ừ. Dạy sao? Thì để tôi biểu ổng leo lên leo xuống mái nhà hai ba quận cho ông bớt nóng tính. Leo lên leo xuống, tuột lên tuột xuống hai ba quận luôn hả? Ừ. Trời ơi. Ông kêu ổng làm vậy mà ổng cũng chịu nữa hả? Tôi bắt ổng làm hoài chứ gì. Nè, mỗi lần làm xong á, ổng còn phải nói cảm ơn tôi nữa kìa. Ông ngán tôi lắm. Dễ gì mà ổng tìm ra được quản gia giỏi như tôi. Ông có quy với ổng lắm luôn hả? Ừ. Không những vậy á, tôi sẽ nói với ổng cho tôi nghỉ một ngày để tôi tiếp đãi anh cho đàng hoàng. Ông có quy với ông chủ thiệt luôn hả? Anh không tin đúng không? Rồi, cứ từ từ anh sẽ thấy. Anh đứng đây đợi tôi một chút đi. Để tôi vô tôi căn dặn ổng, xong tôi ra đón anh liền. Vậy nha. Gia này nổi dốc. Ông ơi, làm cái gì mà kêu giật ngược vậy bay? Hả? Trời đất ơi, thằng quỷ, mày đi đâu cả ngày? Hả? Mày muốn bị đuổi việc không? Hả? Chuyện gì? Nhà có ăn trộm. Đâu? Ăn trộm đâu? Đâu? Để con dẫn ông ra coi. Đâu? Ăn trộm đâu? Nè. Đâu? Ông coi đi. Trời ơi, sao giấu tay giấu chân nhiều quá vậy? Rồi ông trộm đâu? Ông, con nghĩ á, con trộm nó theo đường này nè, nó leo lên mái nhà,
xong nó dở cái máy ra để nó chui vô căn phòng nó lấy đồ đó. Mày tới số mày với tao rồi. Ê, tao lấy không được. Mày thôi bây giờ vậy nè, tao thấy vậy là không ổn rồi. Dạ. Bây giờ mày nghỉ làm việc nguyên bữa nay luôn. Mày lên cho nó mày coi coi thằng ăn trộm nó lấy cái gì của tao, kệ đi. Ờ, dạ thì con leo là được rồi đó. Nhưng mà con leo lên con cũng đâu biết nó trổ máy phòng nào đâu. Ờ ha. Rồi bây giờ tính sao? Hay giờ ông leo đi, nhà ông rành hơn mà. Tao leo mới nãy không được nè, mày không thấy hả? À, vậy con lấy cho ông cái thang nha. Lẹ lẹ đi. Dạ. Mày tới xuống với tao rồi, ở đó mày chờ tao nghe. Tao lên tao bắt được mày, tao gông mày, tao đem lên quan huyện. Ông ơi, có rồi ông ơi. Ông leo lên nhanh đi ông. Dịnh thang cho tao nghe mày, từ từ. Dạ, tôi lên dịnh thang nè. Trời, leo lên thiệt kìa. Ông ơi, ông cái gì? Có gì không? Tao thấy mấy ngói cùi nè. Vậy thôi ông xuống đi ông. Hả? Xuống đi. Xuống hả? Dạ, xuống đi. Trời, tụt xuống thiệt luôn. À, ông có kiểm tra cái máy mấy bên kia chưa? Ngay phòng ông đó, phòng ông nhiều đồ dữ lắm đó. Ờ ha, sao tao quên, nhìn chỗ đó ta. Vậy giờ ông lên lại đi. Lên lại hả? Ờ. Dịnh thang tao chắc hả mày? Trời, leo lên nữa. Ông ơi, ông. Cái gì? Ông có thấy gì không ông? Thấy gì không? Không thấy gì hết trơn á. Ông thấy, xuống đi. Xuống. Xuống. Xuống hả? Xuống đi, xuống đi. Mà sao rảnh như vậy ta? Hả? Tụt xuống nữa kìa. Trời, hai ba quận đúng luôn. Tao đâu có thấy gì đâu. Tao nhìn nguyên mái ngói không thấy bị gỡ. À, con biết rồi. Sao? Hay là thằng trộm á, nó biết con về nên nó bỏ chạy rồi. À, vậy thì hay quá. Cũng may là mày về kịp. Dạ. Mày muốn cố gắng mày về nhanh nhanh giùm tao nghe. Dạ. Có đi đâu á thì đừng có về trễ nghe. Dạ, con biết rồi. Thôi giờ như vậy nè. Từ đây tới chiều á. Dạ. Con làm những cái việc nhỏ nhỏ cho ông thôi ha. Dạ, việc nhỏ thôi không? Chỉ cho heo ăn thôi nè. Dạ. Gà ăn nè, vịt ăn nè ha. Rồi xong cái con quế gọn gà cái sân nhà ông thôi ha. Xong mấy chuyện đó với còn công chuyện nhỏ này thôi. Dạ. Ngừa ăn trộm. Dạ. Con rào cái hàng rào này lại cho ông nghe. Hàng rào nhà ông đâu có dạng nhiêu đâu, khoảng chừng 10 trượng à ha. Ờ, dạ, việc nhỏ thôi không? Dạ, con biết rồi, con làm liền. Cố gắng làm cho ông nghe. Dạ, ông vô nghỉ đi ông. Ừ, ông vô nghe. Dạ. Thấy ghê vậy trời. Rồi đó, anh vô được rồi đó. Ông nói bữa nay tôi khỏi làm gì hết, ở không tiếp đãi anh thôi. À, ông chủ của ông á, ngó mặt vậy mà coi hiền ha. Thì tôi đã nói với anh rồi mà. À, mà mình ngồi chơi không có buồn. Tôi tính vậy nè, mình vừa ngồi chơi vừa nói chuyện, vừa trẻ lạc để làm hàng rào, để cho ông thấy mình có việc làm á, để cho ông vui. Ừ, đúng rồi, để tôi phụ anh cho. Nhưng mà tôi dặn nè, ông mà có hỏi á thì anh nói anh là lính đệ bên phủ qua chơi nha. À, bạn tôi á, tất nhiên là tôi đối xử tốt rồi, nhưng mà mình cứ nói vậy cho quách. Tại vì á, nếu nhà có mất trộm thì ông cũng đỡ nghi anh trình báo lôi thôi. Với lại á, cũng tại cái nghề của anh là ăn trộm nên phải ngừa trước. À, tôi biết rồi. Nè, cho tôi hỏi nha. Ờ, sao anh? Cái vụ mà thôi, không hỏi đâu. Đi vô anh, đi vô chơi. Dạ thưa ông, có bạn con là anh Tư Đô qua chơi. Dạ chào ông. Ông, ảnh á là lính lệ bên phủ đó ông. Cái gì? Lính lệ à? Ờ, dạ. Ảnh có bạn á làm lính bên phủ mình. Hễ nhà mình mà có trộm đạo gì, giờ ảnh tiến nói với quan trên cũng đỡ lắm ông. Cho nó coi, nãy giờ cho mày không nói sớm hả? Khách đến thì phải đãi cho đàng hoàng chứ. Dạ, dạ mời bạn lính lệ vô ngồi ạ. À, ngồi đi anh, ngồi đi. Dạ, được rồi. Dạ, con tới chơi ông cho vô là tốt quá rồi. Lật. Dạ. Kêu tụi nó bắt gà vịt mừng một mâm cơm hoành tráng đãi khách kia chưa. Dạ. Dạ, mời. Dạ, bạn lính lệ vô ngồi. Dạ. Anh cứ ngồi chơi đi. Khách tới nhà thì phải đãi cho đàng hoàng. Dạ. Dạ, để con ra giường kêu tụi nó mừng gà liền. Dạ, dạ.
Xin cảm ơn ông. Dạ 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 dạ. Để tôi rót. Đó, ăn uống no say rồi đó. Anh thấy sao? Anh có thấy ai đi làm á mà được chú trọng vọng như tôi chưa? Nói chung á là tại ông nể ông đó. Nhưng mà nếu nói về kỳ tích á, tôi chưa thua đâu. Nói chung á, tôi với ổng cũng ngang vai phải lứa. Ăn cùng mâm là anh cũng thấy rồi phải không? Không những vậy, còn ngủ chung giường nữa. Ôi trời ơi. Ông mới nói cái gì vậy? Ngủ chung giường? Ừ. Tôi nói anh nghe, tôi còn dám đánh ổng, ổng không có dám làm gì tôi hết á. Tôi nói gì ông cũng về phe tôi nữa anh tin không? Đánh chủ? Ừ. Mà chủ không dám làm gì luôn hả? Ừ. Cái này giỡn đúng không? Giỡn hơi bị quá rồi đó. Tôi nói thiệt, không những đánh á, mà lúc ông đang ngủ tôi còn dựng đầu dậy nữa kìa. Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh thấy. Hả? Ông. Gì mày? Dạ con thấy ông buồn ngủ rồi. Hay là ông qua bên kia nghỉ một chút đi ông. Kêu con Sen lên quạt cho tao coi. Nóng nực quá. Dạ để con kêu liền. À ông ơi, con cũng đang buồn ngủ quá. Hay là ông cho con ngã lưng ké một chút nha ông. Chỗ con á, bạn con nằm mất tiêu rồi. Mày. Ông, bạn con nói á, chưa bao giờ thấy một ông chủ nào mà dễ thương, tốt bụng như người ở như ông vậy đó. Nó nói thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ xin lỗi ông, hồi nãy á con nằm mơ thấy điều xui cho nên lỡ tay quýnh trúng ông. Thấy gì xui? Dạ mà thôi, chuyện xui đó của con kể cho ông nghe mất công lây xui cho ông đó. Ông vậy? Cho con hỏi nhỏ này nha. Giả sử á có một người đầy tớ và một tên ăn trộm. Ừ. Hai người đó cùng yêu một cô gái. Ừ. Nên hai người đó quyết định là sẽ thi tài. Và tên ăn trộm trổ tài, ăn trộm được một cái bao tiền của người lái buôn trước mặt tất cả mọi người luôn, nhưng mà không bị phát hiện. Còn người đệ tớ á thì lừa được ông chủ té tu luôn mà không bị đánh. Vậy theo ông thì ai thắng? Thằng đầy tớ với thằng ăn trộm thi nhau hả? Dạ. Ông suy nghĩ kỹ giùm con đi. Có phải người đệ tớ thắng không? Nếu đúng á thì ông la lớn cho con nghe chứ. Sao đệ tớ thắng được chủ? Con biết, con dĩ nhiên là không bao giờ thắng được ông rồi. Nhưng con thí dụ, có một ông chủ khác cũng thông minh, tài giỏi giống như ông vậy. Rồi có một thằng đệ tớ khác dụ được ông chủ của nó. Vậy là thằng đệ tớ đó quá giỏi đúng không? Vậy có phải thằng đệ tớ đó nó thắng thằng ăn trộm đúng không? Ông nói đi, ai thắng? Chuyện này thì Ông nói đi, ai thắng? Thì đệ tớ thắng. Ông nói gì ạ? Đệ tớ thắng. Ông nói lớn lên chứ con không nghe. Thì thằng đệ tớ thắng, nghe rõ chưa? Dạ con nghe rồi. Ai nghe? Dạ con nghe, con nghe. Vậy tao tưởng mày điếc chứ. Không thể nào như vậy được. Trên đời này làm cái gì có chuyện hy hữu như vậy. Chủ tớ gì mà không có lớp lang gì hết trơn.
sao? Anh nghe hết, thấy hết rồi chứ gì? Anh chịu thua chưa? Chưa đâu. Giờ tôi hỏi ông nè, nếu ông nói ông với chủ ông thân với nhau như vậy, vậy có bao giờ cũng chỉ bỏ củi ra cho ông chưa? Ông chưa hiểu hả? Chẳng hạn như cái gì mà quý quý á, vàng bạc. Anh muốn thấy ông chủ chia vàng bạc cho tôi. Được không? Được thôi, anh chịu ở chơi vài ngày đi rồi thấy. Cái gì kỳ vậy ông? Ông nói là ông đưa vàng cho ông mà tôi chờ hoài cũng không thấy luôn. Cứ đào đào lắp lắp hoài như vậy. Cứ từ từ đi, tôi chôn vàng cho ông xong ông sẽ chia lại cho tôi một ít. Ông làm cho tôi không hiểu luôn. Khó hiểu quá. Anh Đô. Dạ. Sao? Chào ông. Hôm rày ở đây chơi thấy có vui vẻ không? Dạ. 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 Dạ bỗng ông. Dạ. Dạ ở đây con chơi vui lắm ông. Dạ. Con nói thật nha, con chưa từng thấy ông chủ nào mà tốt giống như ông vậy đó. Dạ. Dạ. Chắc nay mai này con đi. Rồi con sẽ ăn với ông một bữa cơm. Rồi con từ giả ông, không dám làm phiền ông nữa. Thôi phiền phức gì, tôi cũng có lực á, là tiếp đãi bạn cho nồng hậu. Tôi kêu nghỉ việc đi, tiếp bạn đi, mà nó không chịu, nó cứ làm hoài, nó ham việc lắm. Dạ. Dạ. Ảnh có nói với con, tại vì ông quá tốt nên ảnh phải lo làm như vậy đó. Với là cái chuyện mà giấu của là chuyện quan trọng mà. Hả? Nói giấu của gì? Dạ không có. Dạ. Dạ dạ con, dạ con lỡ lời thôi. Với là cái chuyện này con nhiều chuyện quá cũng không tốt. Dạ, dạ, dạ thôi con xin phép ông, con chạy đi vòng vòng xíu. Chờ không con chạy chơi vòng vòng chút. Dạ. Dạ. Nó giấu của gì trong sân vườn nhà mình ta? Lực, em đem nước cho anh uống nè. Anh uống đi, cuốc nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha. Cảm ơn cô nha. Thôi cô cứ để đâu đó đi, chút nữa tôi uống. Nhưng mà cô ra đây để thăm dò nữa phải không? Tôi có thăm dò gì đâu, với lại tôi cũng biết hết rồi mà. Biết hết rồi hả? Ờ. Cô biết gì ạ? Thì anh đào bới nè, thì giấu của chứ gì. Trời ơi, mà sao giấu của lại giấu trong vườn nhà ông? Nó chỉ là tin đồn thôi, mà tin đồn đó là do tôi tung ra đó. Tin đồn? Ừ. Vậy chứ anh đào bới làm chi? Nói tôi nghe đi, tôi không nói ai đâu. Đây đây, nói nghe nè. Hôm bữa lúc tôi ngủ trưa, tôi nằm chung với ông đó. Ừ. Tôi mơ thấy điềm lành. Hả? Có một ông thần hiện ra, chỉ cho tôi biết là có vàng chôn ở ngoài vườn. Nhưng mà cô đừng có nói cho ông chủ nghe. Tại vì thần nói cho tôi nên tôi không nói cho ông chủ nghe được. Giờ tôi nói với cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi đừng nói cho ai biết nữa nha. Tôi biết rồi, tôi thề mà. Có đúng như vậy không? Dạ thiệt thưa ông. Tao nhớ rồi, hèn chi nó đang ngủ xong nó bật dậy. Nó nói với tao là nó mơ một giấc mơ có điềm xui. Thằng này không được rồi, nó đối xử với tao tệ bạc quá. Rồi bây giờ ông tính sao ông? Để coi. Tướng Thần Giang, Tướng Thần Giang, Tướng Thần Giang, đưa cho con. Cái này không có ông ông. Dạ ông ơi. Ở đâu mày con? Dạ cái này á là thần thánh cho con, chứ không phải con muốn đâu ông ơi. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Cái tượng vàng này á trong khu đất nhà tao, tại sao thánh không báo tao mà thánh đi báo mày? Dạ chắc tại là thánh thương con mà con không dám nói với ông, sợ ông buồn. Thanh dặn kỹ rồi,
cái tượng vàng này á là cho con thôi. Nếu mà đưa ông á là ông sẽ bị quở chết đó ông. Thôi bây giờ ông hiểu rồi. Bây giờ ông tính vậy nha. Con á thì nghèo. Dạ. Trước sau gì á con cũng phải đổi cái tượng này nè để lấy tiền làm vốn, đúng không? À, dạ đúng. Vậy thôi bây giờ con đổi cho ông nha. Ông đổi lại tiền cho con. Dạ. Ông thiệt là hiểu ý con mà. Ừ. Tượng vàng này á là trong vườn của ông, đổi cho ông là đúng nhất rồi. Vậy ông cho con đổi một túi vàng nha. Một túi vàng? Dạ. Chuyện nhỏ. Dạ, con cảm ơn ông. Nè, có được số vàng này rồi á, xài cho nó cẩn thận nghe không? Con để đó, khi nào con bệnh á, hãy đem ra bán mà lấy tiền trị bệnh nghe. Dạ, con cảm ơn ông đã cho con vàng. Ừ. Xin phép ông cô đi. Đi mạnh giỏi nghe con. Dạ. Công nhận cái thằng đó thông minh địa. Mình đổi nó mấy nén vàng lẻ, nó đưa mình nguyên một cái tượng vàng luôn. Chắc chuyến này mình được giàu thêm chút đỉnh nữa rồi. Ông ơi, ông ơi. Chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy mày? Ông biết chuyện gì chưa ông? Chuyện gì? Trời ơi, ở ngoài đình á bị mất cái pho tượng. Sao? Con nghe nói là nó linh lắm đó ông. Mà sao con nghi nghi? Nghi cái gì? Ông nhìn đi. Cái pho tượng gì á mà nó vàng khè. Nó nhẹ hiều nè. Ông thấy không? Đâu, ông đâu? Kiểm tra thử đi. Ừ, bây giờ mày nói tao mới để ý. Sao? Nó nhẹ hiều à? Trời ơi, nó chốc ra màu vàng. Nó ra đất nung không à? Cái gì kỳ vậy? Thằng này nó chơi khăm tao rồi. Theo con thấy á ông, mình á, mình đem ra ngoài đình mình trả đi ông. Chứ để trong nhà xui lắm ông ơi. Thằng này tôi muốn tới số nó rồi. Ông, vậy con đi kiếm anh Lực về cho ông nha ông. Cái gì? Nó dám quay mặt gì đây hả? Còn mày nữa, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, mày muốn cho tao mang nhục cả cái làng cái xóm này hả? Con biết rồi ông. Còn bức tượng này, để tối nay á tao đi một mình, tao rình rình, tao ra ngoài đình, tao để cái tượng này lại ở ngoài đình. Dạ. Tại ông á, ông làm tôi bớt giàu thêm chút rồi nè. Con thấy ông vẫn vậy mà ông. Giờ mọi chuyện đã ngã ngủ rồi chứ. Không. Dễ gì. Không là sao? Tức là tôi với ông thằng nào cũng giỏi hết á. Là sao? Vậy tức là bây giờ không ai chịu ai đúng không? Thì phải tìm người phân xử chứ sao? Được, kiếm thì kiếm. Nhưng mà kiếm ai ta? À, có đâu. Có ông cụ đồ ở cuối xóm, vừa văn hay chữ tốt, để vừa có nhân cách nữa. Hay là mình tới đó nhờ ông phân xử. Quyết định vậy đi. Đi. Đó, chuyện là như vậy đó thưa cụ. Bây giờ cũng không có biết được là ai thắng ai, nên mới qua đây nhờ cụ phân xử giùm. Hai anh không ai chịu ai. Dựa vào phân xử của tôi, hai anh có chịu nghe không? Dạ có chứ cụ. Xin cụ cứ nói. Nếu mình lý lẽ của cụ thuyết phục á thì tôi còn phải nghe chứ. Trước khi tôi nói ai thắng ai thua, tôi sẽ kể cho hai anh nghe một câu chuyện. Chuyện của hai con mèo. Một con mèo chỉ ăn vụng đồ trong nhà, còn con kia chuyên muốn ăn vụng đồ của hàng xóm. Lần nào muốn ăn vụng cũng đều trót lọt hết. Vậy tôi hỏi hai anh, con nào giỏi hơn? Là gì? Tôi nghĩ là cậu. Vậy là con mèo mà ăn vụng nhà hàng xóm là ảnh, còn con kia là con hả cụ? Ủa mà sao kỳ vậy? Tụi con tới nhờ cụ phân xử mà sao giờ cụ hỏi ngược lại hai tụi con? Dạ, con nghĩ ra rồi cụ. Con nghĩ là con mèo ăn vụng trong nhà sẽ thắng. Tại vì con mèo ăn vụng trong nhà nó ăn nhiều lần, chủ nó biết, chủ nó sẽ đậy đồ kỹ lại để ăn vụng khó hơn. Còn con mèo mà ăn vụng nhà hàng xóm á, lâu lâu nó ăn vụng có một lần à, hàng xóm người ta đâu có để ý đâu, nên sẽ ăn vụng dễ hơn. Vậy là con thắng phải không cụ? Anh Đô thấy sao?
Dạ cái đó đó đó, cái ý của con á là y hệt ý của nó. Dạ. Dạ. Vậy thì trong hai người, người có tài hơn là người đã dùng mưu bắt chủ theo ý của mình. Chứ thi thoảng ăn trộm được vài nhà sơ ý thì đâu có khó, mà cũng chẳng hay ho gì khi đem tài trí của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong vụ này anh Đô nên nhường bước cho anh Lực. Tụi anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện là như vậy, Trần Lực chăm sóc cho Hương giúp tôi nha. Hương à, mặc dù tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nhưng mà anh cảm thấy anh Đô đây mới là người xứng đáng với em. Không, anh mới là người xứng đáng. Không đâu, anh đừng có nói vậy. Tôi thấy anh xứng đáng với Hương hơn mà. Không, tôi đã chúc phúc cho hai người rồi, ông mới thật sự xứng đáng với Hương. Hai anh coi tình cảm của em là gì mà cứ đùng đẩy qua lại vậy? Không phải, anh không có ý đó. Nhưng bản thân anh yêu em nhiều lắm. Nhưng mà thật ra Trần Lực mới là người xứng đáng với em. Không, tôi đã nói rồi, anh mới là người xứng đáng. Thôi, em hiểu tình cảm của hai anh dành cho em rồi. Mọi chuyện á, thì cứ để Hạ Hồi phân giải. Còn bây giờ em vào trong nấu vài món để chúng ta cùng nhau ngồi hàng nguyên tâm sự nha. Vậy cũng được. Vậy cũng được. Cạn. Quá sảng khoái, quá sảng khoái. Ta cảm giác hôm nay là mới nhậu lần đầu luôn. Hết ba bình rượu rồi mà đầu óc ta vẫn còn tỉnh. Đệ cũng vậy. Đệ cảm thấy trong người thiệt là sảng khoái. Đệ sảng khoái nhất là cái lúc nào anh biết không? Lúc nào? Cái lúc đệ nhớ là ông chủ cầm gói vàng vui vẻ dâng hai tay lên cho đệ vậy nè. Ta thấy. Thật là sảng khoái. Vô. Để nhắc ta mới nhớ. Trên công đường ông lấy buông, ông khăng khăng trong túi vàng còn là 100 lượng. Đêm đi đêm lại đêm tới đêm luôn, cái còn 99 lượng. Mà ông đâu có biết là với bàn tay phù thủy của ta đã móc vô lấy ra 1 lượng mà ông không hề hay biết. Huynh thiệt đúng là cao tay. Nè, nè, có thấy anh em tôi giỏi không? Dạ, hai anh tài lắm. Dạ bẩm quan, quan nghe rõ hết rồi chứ ạ? À? Trời, quan gì? Ở đây chỉ có Lê Đô, Trần Lực với bé Hương, chứ đâu có thằng nào tên quan đâu. Tha đi. Tỉnh luôn rồi. Đệ cũng tỉnh luôn rồi. Ủa Hương, chuyện này là sao vậy Hương? Là sao Hương? Thú thật thì trước đây tôi cũng có cảm tình với hai anh, vì hai anh đối xử với tôi rất là tốt. Hai anh là người tốt, mà phải chi á, hai anh lấy cái tài của mình để giúp cho người, cho đời. Đằng này hai anh lại làm những cái chuyện chẳng khác nào phường trộm cướp. Cho nên em không biết làm gì. Em xin lỗi hai anh, nên phải đành nhờ quan trên phân xử. Dạ đúng mới quan. Dạ cái thằng này là quan, nó gạt con mới quan. Nó đưa cho con cái tượng mà đất nung, rồi nó kêu con đưa cho nó nguyên 1 bịch vàng. Bịch vàng bay lớn gì nè quan? Đâu có đâu ông chủ, bịch vàng có bay lớn gì à? Dạ bẩm quan, còn con nè, con buôn bán cực khổ dành dụm được 100 lượng vàng. Chỉ mà hôm bữa lên công đường nó ma mảnh làm sao á, nó gạt được con chứ quan. Từ hồi nãy tới giờ quan đứng ở ngoài, quan nghe hết rồi đó. Quan xử giùm con đi chứ quan ức quá quan ơi. Xử nó đi quan. Quan thôi. Dạ bẩm quan. Tất cả im lặng. Dạ con im lặng. Để nghe tao phân xử. Hai tên kia, hai người là thanh niên trai tráng, không lo chí thú làm ăn mà lại đi làm những chuyện phường đạo tặc. Hai người có biết tội hay chưa? Dạ dạ, con biết tội của con rồi quan. Dạ con biết tội của con rồi quan. Thì nghe ta xử đi. Tất cả những số vàng mà các người đã lấy hãy trả lại cho người bị hại. Đúng rồi đó quan. Dạ, đội ơn quan. Còn hai người, ta sẽ dạy cho một bài học. Đến đâu? Dạ. Lôi ra, quýnh mỗi người 30 heo. Dạ. Dạ. Dạ, đội ơn quan.
Chết Quỳnh rồi đệ ơi. Chết đệ luôn rồi Quỳnh ơi. Cho Quỳnh đệ mày chết chùm luôn. Sao thầy? Xấu quá hả? Không, đẹp hơn thầy. Cái hậu xấu lắm. Bậy. Cái hậu người ta nói tốt lắm. Cái hậu này đẻ sai lắm đó. Trời ơi, tôi nói đây là cái hậu là hậu giận. Ai nói cái hậu này? Vậy hả? Ừ. Thấy chưa? Cho nên con mới đi coi thầy nè. Thầy làm ơn sủ quẻ giùm con đi thầy. Dạo này mắt trái con nó cứ giật giật hoài hả thầy? Đâu có. Nam tả, nữ hữu. Mắt trái giật là hên lắm á. Hên hả? Để ta coi nữ kỹ coi. Hình như có người theo nữ á. Ôi trời. Thầy nói vậy là ma đeo con hả? Ma đâu mà ma. Ta nói người theo đây là người thứ ba đó biết không? Người thứ ba? Ừ. Thấy chưa? Con nghĩ đâu là có đó mà. Con nói thầy nghe, dạo này cha xã trưởng nhà con kỳ lắm. Bình thường á là cha đâu có nhìn ngay con đâu. Cha lé mà. Ta nói nhìn bụi ớt chết bụi hành. Mà bữa nay nha, thằng cha nhìn bụi gì con cũng không biết nữa. Nhìn xa xăm rồi mắt mơ màng. Ở đâu đó. Kỳ lắm. Đúng rồi. Thầy làm ơn coi giùm con. Ai vậy? Người thứ ba đó là ai vậy? Con xé xác nó ra. Con xé phải nó xong rồi con làm gọi đó thầy. Bình tĩnh nghe. Dạ. Theo như cái quẻ này ha. Sao thầy? Cho thấy là chồng của nữ theo người ta. Hả? Chứ nghĩ sao mà người ta theo chồng nữ. Ổng lé vậy sao mà theo. Thấy chưa? Xấu quá mà. Ai thèm theo ổng. Cái này ném về mê gái rồi. Thôi được rồi. Thầy nói đi. Con nào? Thầy chỉ con đi. Ai đâu mà khó đoán. Có nghĩa là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Trước mắt chứ không phải tròn vô mắt thầy. Ta lộn. Ủa là sao? Xa gần, gần xa. Suy nghĩ, động não đi suy nghĩ. Gây ế hả? Không. Hay gây tơ? Chắc gây quá. Con nói thầy nghe. Gây tơ á thì nó đâu có thèm cha xả lé nhà con. Đúng rồi. Còn gái ế á là nó khó chịu quá, cho nên nó mới không có chồng. Đúng rồi. Bây giờ chỉ còn gái quá. Gái quá là ai ta? Suy nghĩ. Có khi nào con quỷ thị đào không thầy? Con quỷ thị đào. Đúng rồi. Hả thầy? Lý luận rất là có bài bản. Là nó hả? Chứ còn ai vào đây nữa. Nữ không thấy sao? Người ta đang tuổi xuân mơn mởn, đúng không? Ngọt liệm chín mùi. Cái dòng nào nó ra dòng nấy. Con trai trong làng đi ngang thôi là mê mẩn rồi, chảy nước miếng luôn vậy. Chứ ai như nữ, ba dòng như một. Thầy, sao đụng tới nỗi đau của con vậy? Ta đâu có giống đụng đâu. Thầy, được rồi. Bây giờ con đào phải không? Con đi gặp nó, xé xác nó ra. Ông xả lẻ. Thầy này chết với tụi. Ê, nữ mập, tiền quẻ. Ê, quẻ chưa tiền. Đào ơi, anh đến với em rồi nè Đào. Từ xa nhìn em còn hấp dẫn đó Đào ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cái chui vô hẻm nó cắn không vậy? Nè. Dạ. Em nhớ dọn dẹp bàn ghế lúc nào cũng gọn gàng nha. Còn đồ ăn của mình á, lúc nào cũng để đồ ăn cho tươi ngon sạch sẽ, biết không? Dạ, em biết rồi cô. Nhưng mà ngộ, ngay nhà mình thì mình để. Chứ bắt gì mà tối ngày kiếm chuyện đòi ăn hoài hả? Chết cha rồi cô ơi. Hả? Thằng cha xả lé tới rồi. Thôi, em
anh vô đánh mặt đi, để đó cho cô. Dạ. Ủa, anh xã. Quán xá gì mà bàn ghế để ngổn ngang vậy cô Đào? Chà, có bộ làm ăn khấm khá quá hen cô Đào. Hàng quá đồ để quá trời nhiều hen. Cái này phải quánh xu thế nặng à nghe. Anh xã nói quá. Ừ? À, tại vì đôi khi anh xã nhìn á, nó nhiều gấp đôi gấp ba lên, chứ bình thường em treo ít mà. Ừ, nghe cô Đào, cô đừng đụng chạm đến nỗi đau của tôi nghe. Em chọc anh xã vậy thôi, chứ hồi nãy em nói con Hầu nó làm hết rồi. À vậy hả? Anh la làm em sợ quá à. Sợ quá à. Anh giả bộ lớn tiếng như vậy á, để cho những người hàng xóm kế bên này nè, người ta thấy anh á, tưởng anh làm việc công minh, có trách nhiệm. Ủa anh ghé có chuyện gì vậy? Nè, có tin mới nghe, tin rất là quan trọng nghe không? Ta nói vài bữa nữa nghe, có quan trên á, bắt thình lình xuống đây thanh tra nghe, quýnh xu thế nặng quán cô Đào á. Tôi biết được tin này á, tôi chạy qua, anh báo cho Đào liền á. Trời ơi, anh tốt với em quá à. Bởi vậy, giống như là em có quế nhân phù hộ vậy đó. Anh xã, ở đây em có chút quà gửi cho anh với mấy anh ở ngoài xã, coi như là quà của thị Đào nha. Cái này á, em coi thường anh đó nghe. Anh đến đây á, là anh báo cho em cái tin quan trọng, bởi vì anh giúp em, anh có tình cảm với em, chứ không phải anh đến đây để nhận mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu nghe. Trời ơi, anh xã nghe không rõ rồi. Sao? Ý em á, là em nhờ anh rủ mấy anh xã đi ăn uống giùm em, chứ em đâu có hối lộ đâu. Vậy thì được. Coi như anh giúp em. Nè, từ đây về sau em cứ buôn bán thoải mái, không có sợ thằng què con thọt nào ở đây hết trơn. Anh nói để cho Đào hiểu nè, cái anh muốn là không phải mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu. Chắc Đào hiểu anh nói chứ Đào nhỉ. Dạ. Anh xã à. Sao? Lâu lâu chị nhà cũng hay ghé đây mua đồ ăn lắm đó nha. Anh xã à, anh cẩn thận đó. Em không có sợ gì hết. Cái mụ tướng Minh Ú đó hả? Dám mà hí ha hí hé, anh cho đi luôn. Anh rước em về làm chánh thật. Em á, em kỳ lắm á nha. Biết anh muốn cái gì rồi mà em cứ tránh né hoài à. Thôi thì đợi khi nào em nhập hàng xong rồi á, em báo anh biết nha. Nhớ nha. Dạ. Đào Thị Nương ơi, có nhà không vậy? Cái thằng thọt này nó phá đám mà. Thôi. Bây giờ anh về nha. Chứ nó thọt vô ông quyền khó cái là anh thúi đời anh luôn á. Anh đi. Nè. Anh đi cứ sao đi. Anh đi cứ sao nhớ đi. Nhớ gặp anh đó nha. Đào ơi Đào. Nhớ. Nhanh đi mà. Đào, nhớ gặp anh đó nha. Em biết nhớ rồi. Nhớ nha. Lẹ đi. Ủa anh Đệ, hôm nay anh đi đâu mà ghé quán em vậy? Ủa anh Thọt ở đâu mà tới đây vậy? Anh Đề thôi, đừng kêu tên, cơm anh đau lắm. Anh không phải là tiện đường mà là từ huyện đường phi ngựa xuống đây thăm em đó. Ủa ngựa của anh đâu? Ngựa đây nè, nhân mã. Ở trên là nhân, ở dưới là mã nè. Ủa anh ghé quán em có chuyện gì vậy? Có chuyện quan trọng dữ lắm. Sắp tới á, có đợt thanh tra quán ăn ở trong vùng, cho nên em phải cẩn thận nghe chưa. Cho nên là chỉ có một mình em ở trong huyện này được anh đến báo tin cho em biết đó. Thiệt á hả? Thiệt. Thiệt đúng là em hên quá à. Anh mà không báo á là quán em bị phạt quan uổng luôn á. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà đồ ăn quán em lúc nào á cũng giữ tươi xanh ngon sạch hết trơn á. Ý em nói là cái tin mật anh báo cho em biết không có giá trị gì hết trơn chứ gì. Hình như anh thấy em không có bất ngờ gì hết trơn á. Hay là có đứa nào thương em nó báo cho em biết trước rồi. Anh nói như vậy tội nghiệp cho em mà. Ngoài anh ra đâu còn ai thương em dữ như vậy. Thiệt không? Thiệt. Nói vậy nghe, mát lòng mát dạ lắm đó nha. Anh Thọt. Gì? Anh Đề nè, em gửi anh coi như là lộ phí đi đường nha. Không phải em hối lộ đâu. Em bỏ xu vào tay của anh. Thật lòng anh không muốn như vậy, nhưng mà anh phải nhận để cho em biết là anh không có giận gì em hết trơn á.
Nhưng mà em cho anh hỏi một điều, khi nào em mới cho anh gặp mặt em ở nhà, chứ không phải ở quán này, để mình tâm sự nó gần gũi hơn. Khi anh nhìn thấy em á, anh muốn xỉu chứ anh không dám làm gì hết trơn á. Thôi, để khi nào em sắp xếp xong á, có gì em báo anh nha. Được lời, như cởi tấm lòng. Anh về, anh dọn thư phòng, anh đợi em nha. Dạ. Nhớ nha. Em nhớ mà. Đợi nha. Trời, ông Quyền Đào ơi. Sao giờ? Chết rồi anh ơi. Sao đây? Anh đi ngó sau nha. Anh đi ngó sau. Rồi, sao giống cái tình hình có lọt không? Được mà. Nhưng mà đi được sao nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đi được cái trời. Lẹ đi. Biết rồi. Dạ, ông Quyền tới chơi. Nói vậy tao giận nghe. Sao vậy? Sao quên hoài vậy? Dạ em quên. Anh Quyện. Em thấy anh được không? Ủa sao anh giả dạng đi di hành hả? Sợ gì? Anh phải nhập công như vậy là vì em đó. Vì em? Anh vừa ra lệnh khám xét quán sát trong vùng này. Quán nào không đặt chuẩn phạt nặng. Nhưng với ai thì anh sẽ tới thình lình. Chứ với em thì anh giả dạng như vậy cho không ai biết. Em thấy anh hết lòng về em chưa? Dạ anh đúng là nhân đức. Đừng đánh trống lảng vậy. Em cũng biết quan thích em mà. Em cứ hiểu lòng quan. Dạ em hiểu mà. Hiểu thì sao? Dạ thì nhất định em sẽ đền đáp. Vậy hả? Đền mà cách nào? Dạ thì nay mai em sẽ mời anh một bữa. Mời một bữa? Một bữa chỉ có hai ta. Ở một nơi cũng chỉ có hai ta. Rồi tăng một, tăng hai, tăng ba, tăng bốn, cũng chỉ có hai ta. Trời ơi, Quang nôn nóng quá à. Sao không nôn được? Quang mới đi nắng ở ngoài, để em vô em lấy nước cho Quang uống nha. Thôi, khỏi uống nước, khỏi uống nước. Tranh thủ, anh chỉ có một canh giờ thôi. Không kịp đâu. Trời ơi, anh Quyền. Anh bỏ tay ra đi. Đi mà. Quang à. Quang ơi, bỏ ra đi mà. Quang. Anh chậm nha. Anh chậm. Anh lẽ mất. Anh chậm. Anh chậm. Ai vậy? Chậm đi nữa. Quang nhả. Quang nhả. Quang nhả. Chết gì tụi nhả. Thôi. Trời. Dạ. Chào Quang Quyền. Dạ. Trăm lại Quang Quyền. Hùng hăng. Ăn hiếp chồng. Vô phép vô tắc. Dạ, ra gì hết. Dạ em xin lỗi Quan Quyện. Em nhầm. Em tưởng là ông xã lé nhà em. Hey. Dạ xin Quan Quyện bỏ qua cho em. Em cứ mắc mà tỉnh như mù. Hey. Nếu xã người thì sao? Cái gì? Nếu mà nhà xã lé hả? Xin lỗi nha. Tôi quýnh ông xong á, tôi lôi đầu về. Tôi bẻ cổ ông xong rồi tôi nhúng vô trong nước. Nhúng lên, nhúng xuống, nhúng lên, nhúng xuống, nhúng cho chết rồi. Thế gì? Để cho nhà bỏ cái thôi nè. Ông có vợ rồi còn đi tòm tèm với gái. Nè, chị nói quá à. Không ai tới đây toàn tan với em hết. Cái này là Quan Quyền cải trang di hành chứ bộ. Phải rồi, muốn nghe chưa? Ta cải dạng hành vi, à không, di hành. Để coi dân tình làm ăn buôn bán ra sao. Chứ không phải là như là cũng muốn nói đâu. Tránh ra. Di hành gì kỳ vậy, di hành gì mà có cái hành vi ôm cổ là sao? Cái đó là. Cãi người ta. Ăn nói sức sự kiểu này á, trách chi chồng của mụ á, lẹt đẹt hoài cái chức xã trưởng mà không ngói cái đầu lên được. Dạ thì em xin lỗi Quan Quyện. Đồ hô đồ. Tránh ra. Ha. Dạ mong Quan tha lỗi cho em. Ê còn mày á, liệu hồn á, cái thằng cha Quyện già hết xí quách ai mà không biết, mua quan tiến chức bằng tiền của vợ, dính vô chả làm gì để mang tiếng vậy? Con ngon á, muốn rù quến á thì kiếm thằng nào có bản lĩnh đàn ông một chút. Nè, tôi không cặp kè rù quến ai hết. Mời chị đi cho. Đứng chi cho dơ chân chị. Ý, trời ơi, hồi nãy quýnh cha Quan Quyện quá trời. Sợ có gì, gia đình nhà mình sao ta? Không được, anh Quyện. Anh Quyện cho ơi, chưa. Em xin lỗi anh Quyện. Mới sáng sớm chưa mở hàng ai hết mà bị ám rồi. Có thanh tra thình lình ra đó thì hàng mình cũng đâu có vi phạm gì đâu cô. Có mỗi cái tin bọt bèo mà phải cúng ba cái vong linh quan uổng. Sao cô không tống cổ hết đi cho rồi? Nói như người á, mình buôn bán như cá nằm trên thớt. Bọn hắn đã ghét
thì không phạt cơn này, hắn đẻ cơn nọ. Không khéo léo vui vẻ thì hắn cho dẹp tiệm luôn chứ buôn bán gì. Huống chi á, mình đàn bà cô thế. Trời, cô ơi, nếu một ngày nào nửa đêm mà ổng mò qua á, thì lúc đó cô tính làm sao? Sắp được thỏa mãn với nàng rồi. Vậy mà bấy lâu nay ta tưởng nàng hờ hững với ta chứ, cứ né tránh ta hoài à. Làm sao nàng né tránh mình được? Một người đàn ông có quyền lực nhất cái xã này mà. Đào ơi, anh sắp được đào em rồi. Đào ơi. Ủa, Quyền nói. Quang à, Quang ơi, tha lỗi cho em đi Quang. Giờ này ông lang thang đâu đây vậy cả? Ủa, ủa sao có con vợ bánh nuôi của tôi lãng vãng theo ổng vậy trời? Em xin Quang đó, Quang tha lỗi xin cho em gì hết đó. Có mắt mà cũng như mù nha Quang. Quang, ta nó mù nè, đừng có đi theo ta nữa. Tha lỗi cho em nha. Ủa, dạ, dạ bẩm quan lớn. Ông xã. Dạ chẳng hay quan lớn đi về địa phương của em, sao quan lớn không báo trước để em cho tụi chức dịch nó hầu quan lớn à. Còn bà nữa, tự nhiên đi theo sau lưng quan làm phiền quan cái chuyện gì vậy? Là, dạ làm vậy tôi đi chợ rồi tôi gặp quan huyện đi di hành. Cho nên là tôi nói giùm ông, tôi nói là do quan huyện đi di hành bất ngờ nên ông không biết mà tiếp đón. Dạ dạ phải vậy không quan huyện? Phải không quan? Dạ. Ta làm gương cho bọn tuyến dưới các ngươi đó. Muốn thị sát thì phải học cách này. Làm cho ai không biết mình là ai, không tiền hô hậu ổn mới là thị sát, hiểu chứ? Nhờ đó tao mới biết địa bàn của ngươi và cả gia đình của ngươi nữa. Dạ. Loạn. Loạn hết rồi. Bà nói cái gì? Ôm ấp. Chứ sao? Chính mắt tôi nhìn thấy nghe. Rồi, rồi sao nữa? Thì nói nào ngay mới đầu tôi tưởng ông. À. Cho nên tôi mới nhào vô tôi quýnh một trận tơi bời. Tôi nắm đầu nắm cổ túm tóc ổng. Bà nghĩ sao? Bà nghĩ sao? Nhan sắc như vậy mà giống tôi hả? Mà ta nói hình hài ổng mắc cười lắm nghe ông. Sao cười? Tóc giả nè, râu giả nè. Trời ơi nhìn xấu bà cố luôn á. Ta nói tôi quýnh có mấy cái thôi mà ổng te tua tơi tả, tôi thấy đã gì đâu á. Bà giết tôi rồi bà biết không? Ngồi đó cười nữa. Đi dọn đồ nhau. Ờ dạ. Tưởng đâu á cái thằng đề thọt thôi, ai dè lôi ra thêm cái thằng quyện hối cũng tham gia cái vụ này nữa. Nè, em đem rượu thêm cho mình đó. Bà đi vô nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Thôi mà, tại tôi tưởng ông đi lẹo tẹo với anh Đào Thị cho nên. Bà hay lắm ha, ha. Chuyện này mà tới tay bà quyện ha là tôi chết chắc á. Tôi không biết bà nghe ai á đâm thọt rồi bà làm càng phóng vô nhà người ta, bà làm tùm lum hết trơn á. Nó nghe nè. Vậy tại vì tôi sợ mất ông cho nên tôi mới như vậy. Ông tôi mà mất ông á sao tôi tái giá được. Ê lộn, chắc tôi chết rồi. Thôi đi, ai chết rồi bà khóc. Giờ nè bà, nếu bà thương tôi á, bà biến vô trong nhà giùm tôi đi, để tôi ngồi đây một mình tôi nghĩ cách làm sao mà làm lành với bà quyện. Dạ, thôi được rồi. Mình ngồi đây mình nghỉ đi nha. Em không có phá mình nữa đâu. À nè. Cái gì? Nhớ ăn hết cái dĩa thịt vịt này nha. Ăn cho nó mát, với nó bổ lắm đó. Đừng bỏ mứa nha. Thôi em đi đây. Vô đi. Dạ. Ăn uống gì kệ tôi. Ăn đi. Ngu sao bỏ. Thịt ngon gì bỏ. Thịt bò ngon gì bỏ. Bữa nay ba làm đồ ăn nhiều quá vậy trời. Mỗi thứ làm dĩa rồi, mỗi thứ bà làm cho hai dĩa. Ủa gấp cục sao thành hai cục ta? Mình mà chậm chân chậm tay nghe, thằng đề thọt với thằng quyện hối nó vớt tay trên mình, đâu có được. Mình phải nghĩ ra cách thôi. Quán làm gì có lính vô ta? À, dạ quý khách cứ bình tĩnh ạ. À, có chuyện gì vậy hai anh lính? Có người tối thì đào, bỏ thuốc độc vào thức ăn, nếu có tàn chứng bỏ tù trùng xương. Ủa vậy là sao của chủ? Dạ không có gì đâu ạ.
Dạ không có chuyện đó đâu quý khách. Dạ làm gì có chuyện đó. Chắc là ai ác mồm ác miệng nói gì thôi. Chứ quán em buôn bán 10 năm nay làm gì có chuyện đó xảy ra. Với lại đâu có khách nào phàn nàn đâu. Dạ chắc là có hiểu lầm rồi đó mấy anh. Tôi ơi em nè em sao vậy? Ây da em đau quá cô ơi. Đau quá cô ơi. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy tụi bay? Dạ bảo mong, thức ăn có độc, tất cả thực khách đã bị trúng độc. Thức ăn có độc hả? Dạ. Thì đâu? Cả gan đầu độc khách hả? Nàng chán sống rồi phải không? Em Linh. Dạ. Bắt Thị Đào về xã cho ta. Anh xã, con đâu phải là Thị Đào đâu. Sao ông bắt con? Tao bắt mày tới ông nội tao hả? Trời ơi, bắt ông đang nhìn con mà ông nói ông thấy cô Đào. Mày đừng có đụng chạm đến nỗi đau của tao nghe. Tao đang nhìn Thị Đào. Vậy ông thấy con, ông nhìn ở đâu? Ở đây nè. Linh. Dạ. Bắt Thị Đào về xã cho tao. Dạ. Anh xã, em bị quá mà. Cô ơi. Đi. Đi lẹ đi. Anh xã ơi. Không cần xả ớt vậy. Anh xã. Anh xã. Đào ơi, chuyến này em không thoát khỏi tay anh đâu. Dạ bấm quan. Dạ. Dạ bấm. Bấm cái gì nữa? Chưa lục gia sao còn bấm? Dạ. Chưa vô tới nhà quan mà tiếng còn ngoài cổng. Chuyện gì? Dạ Thị Đào bị xả lé bắt rồi. Sao lại bị bắt? Xả lé dám bắt Thị Đào à? Ta muốn biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, kể khúc cuối ta nghe coi. Dạ, khách quý của Thị Đào bị ngộ độc. À, cho nên là bị tội là bán đồ ăn có độc. Tốt. Tốt. Ui da. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói tốt ở đây á, nghĩa là chiến dịch vừa đưa ra đã thắng lợi giòn giả. Có một người xa lưới phạm tội liền. Dạ thầy ơi, mình báo lên quan huyện rồi mình ăn mừng nha. Muốn tâm nước sôi nữa hả? Người tài lành quá. Đi ra phía sau tiêu hủy chứng cứ thức ăn cho ta. Tan vật là đồ ăn, tiêu hủy tức là... Trời ơi cái thằng này sống mà. Ê, ôi dạ. Ê, cái số mày cứ làm lính hoài, biết chừng nào mới lên thì đề quan huyện đây. Ta nói chữ tiêu hủy là cho nó sang, là đem đi bỏ đi đó hiểu chưa? Dạ. Khoan đã. Ê, chà, ta đau cái chân mà ta nói chuyện với mày tao mệt cái miệng tao quá. Không được nói cho ai biết biết chưa? Dạ. Coi chừng cái miệng của người đó. Dạ. Đi lại lên. Dạ. Vậy là ta đã có cơ hội ăn được quả đào và bứng cả cây đào đem về vườn mình trồng rồi. Nếu mà em muốn đầu độc khách á thì em phải chừa em ra chứ. Anh biết. Anh biết em bị oan nên anh thương em lắm. Nè, bây giờ anh dày nghe. Em cứ nhận hết tội đi nha. Xong anh đóng cái chuyện vô là quỷ án. Tất cả những tang vật đó hả, anh phi tan hết. Em thấy rồi đó, có anh ở đây lo cho em, em đừng có sợ gì hết. Nhưng mà không có được. Sao không được? Em không muốn vậy. Em muốn anh á phải điều tra ra người nào đã gây hiểm ác với em như vậy. Không có được. Em biết rồi đó. Ở trên mà thò xuống một cái nghe ha, là nó rắc rối cho em lắm. Suốt đời em không làm ăn gì được hết. Rồi chưa kể mấy cái thằng nghe, mấy thằng đề, mấy thằng quyền, mấy thằng hương chức nghe. Nó hội tụ là một cái nghe, mà thằng nào thằng nấy nó cũng có máu dê trong người hết đó nghe. Nó bu là một cái nghe, là em tiêu luôn. Chỉ có mình anh là lo cho em đó. Chiều anh lần này đi nha. Được, em muốn rõ ràng. Cái này là giết người chứ đâu phải chuyện đùa đâu. Nếu như anh không làm rõ ràng á, sau này quán em ăn tiếng như vậy làm sao em buôn bán. Đi mà anh xã. Đi mà. Được rồi. Em cứ khăng khăng như vậy, chắc có lẽ là có người to hơn anh đúng không, chống lưng cho em chứ gì. Được rồi. Vậy thì em cứ nhờ mấy thằng đó đi nghe. Còn riêng tôi, tôi chiếu theo luật mà tôi làm.
anh xã. Linh, anh ở làm như vậy sao anh xã? Linh. Dạ. Giam Thị Đào vào nhà tiết diệt. Anh xã đừng có vậy mà. Nhưng mà nè, chưa có chứng cứ sao lại giam em? Chừng nào anh mới báo quan vậy anh xã? Chừng nào tôi báo không phải là việc của cô. Linh. Dạ. Ông ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Cái gì? Mày làm ăn kiểu đó là chết tao rồi. Anh xã. Không xả ớt gì đây chừng á. Bây giờ sao ta? Không có tang vật, làm sao mình lủng tội nó được? Cô ơi cô, em là cô. Cô chủ ơi. Cô chủ. Ủa, nè, sao em vô được trong này vậy? Mà em sao rồi? Dạ, đâu có sao đâu cô. Không thấy ai thì em vô thôi hà. À, cô ơi, em đỡ rồi. Còn cô đỡ chưa? Cô cũng đỡ rồi, nhưng mà có điều hơi mệt. Cô ơi, bây giờ cô tính làm sao vậy? Ta cũng không biết làm sao nữa. Mà ta nghe nói á, là tang vật mất rồi. Lẽ ra là phải thả ta ra, nhưng mà xả lé không thả. Chắc là muốn nhốt ta ở đây tính làm bậy đó. Trời ơi cô ơi, ai chứ thằng cha đó chắc dám đó. Không chừng là có đó. Bây giờ mình tính làm sao cô? À cô, hay là cô để em báo ông Nguyễn Hói nha. Nè, không có được. Nếu mà Nguyễn Hói á, nhân cái dịp này bắt ta lên huyện thì cái chuyện này còn khó hơn đó. Đúng rồi, bây giờ em phải gặp thầy Đề giúp ta nha. Sao cô? Nè, nghe ta dặn nè. Dạ. Nghe rõ chưa? Em rõ rồi cô, em đi nha cô. Ừ. Dạ bẩm ông, thức ăn có độc. Tất cả thực khách đã bị trúng độc. Thức ăn có độc hả? Dạ. Thì đâu? Cả gan đầu độc khách hả? Nàng chán sống rồi phải không? Em Linh. Dạ. Bắt Thị Đào về xả cho ta. Dạ, Thị Đào bị xả lé bắt rồi. Sao lại bị bắt? Xả lé dám bắt Thị Đào à? Đi ra phía sau tiêu hủy chứng cứ thức ăn cho ta. Chiều anh lần này đi nha. Không có được. Em muốn rõ ràng. Cái này là giết người chứ đâu phải chuyện đùa đâu. Em cứ khăng khăng như vậy, chắc có lẽ là có người to hơn anh đúng không? Chống lưng cho em chứ gì. Lên giam Thị Đào vào nhà tiết diệt. Anh xã đừng có vậy mà. Nhưng mà nè, chưa có chứng cứ sao lại giam em? Chừng nào anh mới báo quan vậy anh xã? Chừng nào tôi báo không phải là việc của cô. Anh xã. Không xả ớt gì đây chừng á. Cô ơi cô, em là cô. Cô chủ ơi. Cô chủ. Ủa, nè, sao em vô được trong này vậy? Mà em sao rồi? Dạ, đâu có sao đâu cô. Không thấy ai thì em vô thôi hà. À, cô ơi, em đỡ rồi. Còn cô đỡ chưa? Cô cũng đỡ rồi, nhưng mà có điều hơi mệt. Cô ơi, bây giờ cô tính làm sao vậy? Ta cũng không biết làm sao nữa. Mà ta nghe nói á, là tang vật mất rồi. Lẽ ra là phải thả ta ra, nhưng mà xả lé không thả. Chắc là muốn nhốt ta ở đây tính làm bậy đó. Trời ơi cô ơi, ai chứ thằng cha đó chắc dám đó. Không chừng là có đó. Bây giờ mình tính làm sao cô? À cô, hay là cô để em báo ông Nguyễn Hói nha. Nè, không có được. Nếu mà Nguyễn Hói á, nhân cái dịp này bắt ta lên huyện thì cái chuyện này còn khó hơn đó. Đúng rồi, bây giờ em phải gặp thầy Đề giúp ta nha. Sao cô? Nè, nghe ta dặn nè. Dạ. Nghe rõ chưa? Em rõ rồi cô, em đi nha cô. Ông tính đi đâu vậy ông xã? Phạm nhân ở ngoài kia, cửa nẻo chưa có đóng. Tôi ra ngoài coi nó làm sao. Phải không? Ừ. Vậy mà tưởng đi kiếm thì Đào chứ. Đào quá gì đây? Bà đừng có suy nghĩ lung tung nghe. Phạm nhân mà trốn thoát á nghe, mà ở trên họ biết nghe, tôi không xong với họ đâu.
ở nhà đi. Tôi điên tí tôi gì làm chứ ghê. Ác hồn đó. Ta đoán dự được mấy hôm nay ta mở cửa chờ đợi, thì đến bữa nay cô của ngươi mới sai ngươi đến tìm ta. Buồn gì nói. Dạ bẩm ông, cô con tin tưởng ông tuyệt đối. Giờ dướng dòng lao lý, cô con tâm sự, chỉ có mình ông mới cứu được cô con thôi. Ông ơi ông, đây là cơ hội tốt để ông chứng tỏ tất lòng thành của ông đối với cô con đó ông. Thôi, đừng có quên ta đang bị tật cái chân. Cử ngọt, đừng cho ta uống đường nhiều quá. Tóm lại cô ngươi sai ngươi nói gì? Dạ bẩm, cô con nghe được á là tan chứng đã mất. Nhưng mà ông xả lé không có chịu thả cô. Cô con sợ ông lợi dụng chuyện này rồi ép cô qua nguyệt. Nếu cô cự tuyệt thẳng thừng thì sợ ông đi. Cô con nhờ ông tìm cách giúp cô, rồi sau đó đền bù một cách thỏa đáng. Đây là dĩ đường mật ong, dĩ ngọt này ta chịu nè. Về nói với cô ngươi ta sẽ sẵn sàng giúp. Về đi. Dạ, chào ông, con về. Dạ, ông. Ông ráng giúp giùm cô con nha ông. Ta chết hụt rồi còn giúp cái gì nữa. Đi về đi. Dạ, chào ông, con về. Cờ đã đến tay ta rồi. Mình quá là cao kiến. Xả lé không dám xé chuyện này ra to đâu. Vì là mình trở thành người hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó một ngày không xa, ta với thị đào sẽ đóng thùng cua chảo. Ý lộn, đóng phòng qua chút mới đúng chứ. Tôi cười như vậy mà lòng tôi đau lắm, cô biết không cô Đào nhỉ? Bây giờ tôi mới hiểu, cô chẳng qua là cô đưa đẩy cầu cưa, chứ cô đâu có cảm tình gì với tôi, đúng không? Em... Cho nên bây giờ tôi nghỉ chơi cô ra luôn. Mà nó phải là như vậy, cô đã không chiều chuộng tôi rồi, đúng không? Thì tôi phải vĩnh cành ngắt hoa thôi, chứ tôi ngu đâu để cho tụi nó ngắt. Ông nói gì là sao? Cho ngắt nụ hoa cây còi. Đào ơi. Trời ơi. Ôi dạ. Trời ơi, cái con này. Mày đừng có tao kể cho tao. Bà ơi, cái gì vậy tụi bạn? Trời đất ơi, ông bé mà mình không ta nữa hả mày? Bà chết, chết đi cơ mày. Có chuyện gì mà lao xao ở trong đó vậy hả Đào thương? Quay. Ủa, đi đâu vậy thầy đề? Xả lé à? Chết cho tụi em. Đề thọ. Sao? Có chuyện gì mà thầy đến đây gặp xả lé vậy đề thọ? Ta yêu cầu ông trả lời câu hỏi của ta trước. Con mắt của ông bị như vậy, ông khó ngủ trưa lắm sao? Mà giờ này ông không chịu ngủ đi, mà ông có mặt ở nơi chốn này. Nè, nói gì thì nói, mà đụng chạm đến nỗi đau của tôi á, là tôi mét quan quyện đó nghe. Dạ. Khoan. Đào nương, ta nghe nói ở đâu đây có một án quan sai bắt người vô cớ, rồi lựa lúc vắng người ép duyên á, thì chuyện này mà tới tai của quan quyện á, thì không có nhẹ đâu rồi nghe. Dạ, mong thầy bỏ qua cho. Dạ, cũng đàn ông với nhau không mà thầy đề. Dạ thôi, cho em về. Em nhường lại cho thầy đề á. Cái nhà xả lé thì ra là có đúng không? Trời đất ơi, đúng quá mà. Đúng nè. Con trai giờ với. Cái gì vậy? Dạ, hai anh em nói được không? Thật ra em chỉ là một người đàn bà ngu dốt. Em thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, để không ai liên quan tới ai thì mọi thứ đều ổn. Nghe nói thấy thương không? Không được. Ủa,
Dạ. Sao quan biết mà quan tới đây vậy quan? Các người quá tố gan, coi phép nước như trò đùa. Giữa ban ngày ban mặt, cùng nhau cưỡng bức một người phụ nữ xinh đẹp, cô thân cô thế. Lên đâu? Dạ. Giải hết chúng nó lên quyển đường cho ta xử. Dạ. Tóm tắt vụ án. Dạ bẩm quan. Mà thôi. Ta biết hết rồi. Bỏ thuốc tiêu vô đồ ăn và vụ quan chỗ này. Kẻ đó là ai? Xã trưởng biết rõ rồi phải không? Dạ bẩm quan. Sao con biết rõ được? Con chỉ làm theo đúng chức năng phận sự của con thôi. Con thấy thực khách của quán Thị Đào bị ngộ độc thì con bắt chủ quán về thôi. Cầm miệng. Chính người đã gấp người bỏ vào lửa. Cái đó là thịt nướng quan ơi. Không. Ta lộn. Gấp lửa bỏ tay người để kiếm cớ chiếm đoạt người ta, phải không? Dạ. Bẩm quan. Oan cho con với quan ơi. Dạ, có thầy đệ làm chứng nè. Thầy đệ nói giúp tôi một câu coi. Quan cái gì mà quan? Ông nhờ tôi mà ông nhìn đâu vậy? Tôi nhìn ông á. Ông nhìn ở đạo phải không? Nhìn ở đạo là nhìn vậy nè. Rồng tự vấn lương tâm mình, ông nhìn sao? Dạ bẩm quan. Sao? Vai trò của thầy đề là gì? Ta biết hết rồi. Dạ. Thầy đề thì mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, đề thọt định giấu ta chuyện này để đi vào vai anh hùng cứu mỹ nhân hả? Dạ. Ghê thiệt. Nín đi. Ông ghê quá. Dạ bẩm quan. Dạ oan cho con quá. Dạ nói thiệt thì A Đào Thị nhờ con ở qua nhà con mà. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Nàng cầu cứu đề thọt hả? Dạ bẩm quan cho em quá, quan cho em quá. Thì ra là nàng cặp kè với cái tên có cái chân cà nhúng cà thọt này, nàng giấu ta. Hắn có cái gì hơn ta chứ? Hơn chứ, nó hơn cái mặt lé của nhà ngươi. Thầy chùa. Bẩm quan cho em quá, quan cho em quá. Em làm ta thất vọng, ta thất vọng quá. Linh. Dạ. Giam Thị Đào lại, ngày mai sẽ xử tiếp. Dạ. Quan cho em quá, quan cho em quá. Quan ơi, quan cho em quá, quan. Quan cho em quá, quan ơi. Đào ơi, thương em quá Đào. Phải chi mà nghe lời anh á, mấy ngày nay á thì đâu có ra nông nổi này. Hiện tại bây giờ á thì chăn ấm nệm êm ở nhà rồi. Được cái thằng huyện hối đó bảo kê em, chắc em đắc ý lắm phải không? Anh đừng có nói như vậy mà tội cho em. Quan huyện người ta có tình ý thì làm sao em dám từ chối được. Thực ra em bị ép chứ bộ. Thiệt không? Dạ thiệt. Dù ổng có gì á thì anh vẫn gần nhà em hơn. Tối lửa tắt đèn á, phải cậy người gần, cậy người xa sao kịp. Anh khoái cái vụ mà tối lửa tắt đèn á. Thôi dền dày. Thực ra em ngồi trong này á, anh xót lòng lắm. Thôi hen, cái tên huyện hối đó, dù có sự ép em cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng phép vua thua lễ làng. Em về địa phương anh đi, bảo đảm với em là buôn bán thoải mái, không có đứa nào dám làm phiền em hết. Em giờ anh vô thẳng vấn đề nghe. Anh muốn em cho anh một đêm thôi ha, rồi em muốn cái gì cũng được. Có nghĩa là chỉ cần một đêm thôi. Anh giúp em hết tất cả mọi việc. Tắc tăng tắc. Sao nè, được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Em đồng ý rồi hả? Anh vui quá à. Em ơi, giờ ấy em cho ngày giờ cụ thể luôn đi.
Hay là sao? Quan tòa xử xong á, em báo anh liền nha. Nhớ đó nha, đừng để anh thất vọng đó nha. Nói thiệt với em nha, cái thằng Đề cà thọt với cái thằng Quyện Hối á, không là cái đinh gì với anh á. Em biết rồi mà. Nhưng mà tòa xử mà không có bị cáo á, chắc là còn dây dưa chán. Làm sao? Bây giờ á, anh hy sinh một đêm, anh cứu em nha. Hy sinh cứu em? Hy sinh sao? Bây giờ á, anh cứ nhận bừa là anh thích em, rồi anh bỏ thuốc vô đồ ăn. Hả? Anh ép em về với anh, xong rồi em bãi nại cho anh, vậy là xong rồi. Nếu anh nhận tội vậy có được không em? Được chứ sao không được. Rồi sau đó em năn nỉ hai chả, bỏ qua cho anh. Mấy ổng cũng đâu có muốn xử anh chi cho mất công, bể mặt ra rồi mang tiếng là quản người không chặt nha. Để anh suy nghĩ có được không? Có chuyện đó thiệt sao? Thì đó, bây giờ vừa chồng chị, chồng em, kể cả anh cha Đề Thọ có một chân vậy đó, mà bu con nhỏ đó. Chắc em chết quá chị ơi. Mình già quá rồi, làm sao mình địch lại nó? Chứ nó đẹp quá mà. Nín đi. Khóc có là chịu thua đó sao? Nghĩ cách khác đi. Nghĩ rồi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược mà không có cách nào ăn được nó hết á. Bây giờ nó ăn đứt mình về mọi mặt luôn á chị. Bởi vậy á nghe, bà yếu đuối như vậy á, chồng nó bỏ là đúng rồi. Chị nè, bàn kế hoạch nè. Trời ơi, Phượng Hoàng, nhan sắc của Phượng Hoàng xa vào đây giống như một con vịt con không biết lỗi. Ôi đau lòng quá. Đào ơi, anh nghe con hầu em nó nhờ, anh đã muốn giúp em liền, nhưng không biết sao lão Quyện Hối biết được hay quá. Anh ngồi đàng hoàng lại đi. Ừ, anh ngồi vậy đàng hoàng rồi. Anh ngồi bình thường không được. Anh ơi. Ơi. Em khổ lắm anh ơi. Em không biết làm sao bây giờ nữa. Đang ngỡ sau vụ thanh tra này thì em rảnh rỗi, rồi em với anh. Trời ơi. Em đừng nói làm anh mềm lòng anh xuống. Ngay cái ngày con hầu nữ nhờ anh giải quyết giùm em là tim anh nó đã muôn rụng rồi. Bây giờ em nói nữa chắc nó ngưng đập luôn quá à. Đào ơi, Đào nên biết rằng Đề là ai, là cánh tay phải của quan huyện. Ông phải có án ông mới xử được. Mà hiện nay á, tang chứng nằm trong tay anh kia mà. Anh nói gì? Anh đang giữ tang chứng? Ừ, phải vậy rồi, tại vì anh muốn cứu em mà. Ủa, sao em bất ngờ quá vậy? Em đúng là may mắn mà. Thật ra xã lén nhận bỏ thuốc để vu cáo cho em rồi. Nếu như tang chứng bị hủy thì coi như án bất thành văn. Trời ơi, em là một cô gái chân dài mà ốc của em cũng dài bằng chân luôn đó. Phải nói là em quá khôn. Tức là em muốn anh phi tang chứng này đúng không? Thật ra em muốn anh hủy tang chứng này để em về nhà càng sớm càng tốt, để em nghỉ ngơi rồi để tiếp anh nữa. À, trời ơi, chết quá à. Trời ơi. À, trời ơi, Đào ơi, anh đã tật nguyền thân thể, em đừng để anh tật nguyền trái tim nữa nghe không? Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn nghe Đào. Vậy có gì anh giúp đỡ em nha, ngày giờ em báo anh sao nha. À, trời ơi, Đào ơi, em tàn nhẫn quá Đào ơi. Sao anh nói em tàn nhẫn? Em giết chết trái tim của anh rồi. Anh về đó nha. Cái thằng Đề Thọt nó vô đây nó hù dọa gì em đó? Dạ đâu có đâu, anh tên hỏi thăm em thôi à. Cái đồ ném đá vô tai, mèo khóc chuột, chính nó gây họa cho em chứ ai.
Dạ không có đâu. Thật ra anh cũng tốt với em mà. Anh chỉ muốn giúp em thôi à. Nói vậy là em cũng có tình ý với đó phải không? Anh nói như vậy tội nghiệp cho em quá. Nhưng mà anh tốt với em thiệt mà. Nhưng riêng anh là anh không thích ai tốt với em. Và anh cũng chẳng thích em tốt với ai. Chỉ tốt với anh thôi. Biết chưa? Đề thọt xã trưởng dẹp dẹp hết. Chỉ có anh thôi. Anh là ông trời. Là ông trời của cái quyển này. Em biết chưa? Dạ em biết rồi. Ông trời. Ghê chưa? Hiếm lắm mới thấy em giỡn bữa. Anh tính á, xong vụ này anh tới nhà em một đêm nghe. Đêm nào em cứ nói đi. Kỳ này mà em không chịu nữa, anh xử em trong này luôn. Em cũng phải hầu hạ anh suốt đời. Sao? Muốn ở đây hay về nhà? Dạ, tất nhiên là muốn về nhà. Nhưng mà sau vụ này rồi, em báo anh ngày giờ được không? Vậy có phải được không? Nhớ hứa rồi đó nghe. Anh về nha. Nhớ giúp em đó nha. Nhớ hứa rồi đó nha. Một đêm. Nhớ nha. Bây giờ phải làm sao đây? Muốn yên thân chắc là không được rồi. Mình phải làm một cú dứt điểm cho cả ba ông một vố. Không còn thời gian nữa đâu. Cho đòi bị cáo. Dạ em chào quan. To gan, gặp quan sao không quỳ xuống? Ủa, ta đâu phải bị cáo đâu, bắt tôi quỳ. Ở đây ngươi không là bị cáo thì ai là bị cáo? Ở đây ta xử hay nhà ngươi xử? Dạ quan xử. Lấy ghế cho thầy Đào coi. Dạ. Còn bây giờ ở đây ai là bị cáo? Dạ bẩm quan, con là bị cáo. Dạ bẩm quan, tại con phải lòng yêu thương người đàn bà quá phụ ngon cơm này, cho nên con mới đem thuốc sổ bỏ vô nồi thức ăn để cho thực khách dùng. Mong thị đào đáp trả lại tình cảm cho con đó quan. Ngươi là đàn ông mà bài buông tính kế ép người ta yêu thương mình một cách hèn hạ như vậy, rồi tính chiếm đoạt luôn con người ta. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ biết rồi quan. Dạ bẩm đại quan, ở đây có tình tiết giảm nhẹ, các tăng chứng bỗng dưng biến mất hết thì xã trưởng có chó tội cũng không sao. Dạ. Với lại thay thái độ hồi đầu bỉ ngạn, quay đầu là bờ, xin đại quan lượng tình tha thứ tội cho hắn à. Dạ dạ đúng rồi đó quan. Dạ em thấy ở đây cũng có nhiều người chức dịch, chi bằng mình nhẹm luôn, mình hủy án xấu chàng hổ ai, để ra ngoài á mang tiếng chức sắc lạm quyền áp bức dân đen. Dạ đúng đó quan. Dạ ý của ả đào là cao ý à. Ta biết, để tin này ta tha cho nó. Dạ dạ cảm ơn quan. Bãi đường. Dạ đội ơn quan. Đi 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 về đi về. Ngươi ngươi phải cảm ơn ta đó nghe. Dạ con về trước nghe quan. Nhờ có ta mà ngươi mới được thả ra, về tới nhà ngươi phải đền ơn ta đó nghe. Cặp này đi chung cũng xứng ha. Thằng què dắt lé đi. Em cảm ơn quan nhiều lắm. Em không biết lấy gì để đền ơn quan hết đó. Em không biết cái gì để đền ơn cho anh. Sao tối nay anh tới được không? Dạ trùng hợp quá. Lẽ ra đêm nay, nhưng mà em nghĩ để mai thì hay hơn. Tại vì em muốn phải chuẩn bị kỹ càng. Đêm mai canh một, em chờ quan đó nha. Ngày mai canh một, em đền ơn chú quan. Nhớ nghe. Canh một nghe. Dạ. Đi đi. Hứa rồi.
cách một. Đào ơi, mở cửa cho anh vô. Đào ơi. Dạ, mời anh vào. Trời ơi Đào ơi, trong đêm tối nhìn em sáng quá Đào ơi. Ủa, tối như vậy mà em còn đãi đồ ăn. Ăn cái gì nổi Đào? Đào, nói phải nịnh em nha, tự nhiên bữa nay anh nhìn dĩa thịt gà ăn không ngon bằng ăn thịt của em. Anh cứ chọc em hoài hả? Ngồi chơi với em, uống một chút rượu Đào nha. Trời ơi, ghé nhà Đào uống rượu Đào, rồi anh với Đào cùng Đào. Đào hả? Hôm nay con nhỏ người Hậu nó có ở đây không em? Dạ, tất nhiên là em cho nó về nhà rồi. Thôi, anh không tin đâu. Em nói thiệt mà. Anh sợ những lời dối gian của em lắm. Anh đi kiểm tra cho nó chắc ăn. Đào. Dạ. Không có con người Hầu. Thích ghê gì đó. Đào ơi. Đào ơi. Anh đã đến với em nè. Gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy Đào? Anh Đề. Đào đứng ơi. Trời ơi, không biết tim hôm mà tới đây làm gì không biết nữa. Trời ơi, không được rồi. Thằng Thọt mà nó tới đây, nó biết anh có mặt trong nhà em á, là nhà anh trái luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ sao Đào? Hay là bây giờ anh hả? Anh chui xuống gầm giường đi. Chui xuống gầm giường hả? Dạ. Rồi em với anh Đề họ ở trên giường hả? Trời ơi, anh lẹ đi. Quan Nghiệt nha. Nhanh lên. Sao giống chó trực xương quá vậy chồng? Em lâu quá làm Đề Quan đứng đợi nguyên ngày, lâu lắc quá vậy. Cứ ngỡ là Đào đổi ý không cho anh vô chứ. Dạ em nào dám. Anh uống với em một ly rượu Đào nha. Đào ơi, đêm khuya mà rượu thịt nhiều không có tốt. Mình ngủ sớm nó sẽ có lợi cho sức khỏe. Mình ngủ thôi Đào nương. Trời ơi, sao anh vội vàng quá vậy? Em muốn hỏi anh một câu nha. Đêm vui ngắn chẳng tài gan tay, hỏi hoài bất hết thời gian. Một câu thôi đó nghe. Giả sử nếu như anh nắm quyền mà không phải là ông Quyền Hói, thì làm xã trưởng mà lạm chức quyền á, hãm hại người khác, anh xử sao? Trời ơi, ai mà đụng tới em anh ghét nhất là điều đó. Cái thằng ngu đó biết gì mà làm xã trưởng chứ. Anh mà có quyền nha, anh trước ghế của lão Hói. Còn cái thằng xã lé ha, anh sẽ treo cổ nó lên, anh sẽ cho tứ mã phanh thây. Như vậy mới vừa tội. Anh nói thiệt không? Thiệt, anh trả lời rồi đó. Thôi mình đi ngủ đi Đào đi. Ngủ sớm có lợi cho sức khỏe nghe Đào. Đào ơi. Đào đi. Dạ. Đâu ta, đậu phòng qua chút thôi Đào nhỉ. Nè, anh dạ. Em đi nhủ nha Đào đi. Đào ơi. Ơi trời. Ai đó? Nguyễn em... Hối nè Đào ơi. Trời ơi, Hoàng Nguyễn Hối kìa Đào ơi. Anh trốn dưới gầm giường đi. Ông làm gì? Ông làm gì giống như cá lóc lọc đầu không vậy? Trời, xa lé. Trời ơi, tại sao ông lại xa lé? Trời ơi, anh chạy thẳng một mạch từ quyển đường tới đây đó Đào ơi. Trời ơi, em làm anh sốt ruột quá. Thôi bây giờ mình vào trong đi. Anh chịu hết nổi rồi. Ý, đi. Nè à. Anh à, từ từ đi mà. Làm cái gì mà nôn nóng vậy? Cắn chịu hết nổi rồi. Anh cứ hấp tấp à. Từ từ cho em hỏi câu được không? Hỏi gì, anh chịu hết nổi rồi, hỏi lẹ lên đi. Nếu giả sử không phải em sinh mà xã trưởng lợi dụng quyền năng ép buộc phụ nữ thì anh xử sao?
Trời ơi, cái thằng lé xe đó, nó mà dê em hả? Anh nói thiệt đó nha, anh quýnh cho nó mấy chục heo, cho nó nát cái mông nó luôn. Dạ. Anh Quyền Hói nói rất đúng đó anh Quyền Hói. Ông ở đâu ra vậy? Dạ em dưới giường em lên nè. Trời ơi, quan huyện biết không? Tội em vậy á, mà cái ông Đề Thọt á, ông nói là ông tùng xẻo em á, ông trút khế quan huyện luôn á. Thằng Đề Thọt nó dám nói vậy? Dạ. Nó đâu? Dạ hồi nãy nó ở chung giường với con. Dạ em chung sàn với xả lé. Dạ Đề em cúi chào quan anh, chúc quan anh nhiều sức khỏe. Hey, sao hai ông ở đây? Dạ sao quan anh ở đây? Dạ sao quan huyện ở đây? Chuyện này là sao? Em là sao? Là vậy nè. Chơi gái vậy đã quyền nè. Lỗ tập quyền. Chơi gái đã quyền hả? Lỗ.